Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với chúng tôi nhé. Và đừng quên bấm nút đăng ký cũng như là chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn. Và bây giờ sẽ là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Nói đến hệ thống nhà hàng lẩu, Haidilao rõ ràng là cái tên thương hiệu nổi bật nhất lúc này, không chỉ tại Trung Quốc mà còn ở khắp châu Á và rộng hơn là thế giới. Người sáng lập nên chuỗi nhà hàng lừng danh này là Trương Dũng. Ông Trùm sinh năm 1970 này được mệnh danh là vua lẩu, và để gây dựng được cơ đồ này, Trương Dũng đã trải qua một hành trình lập nghiệp còn hơn cả kỳ tích. Trương Dũng sinh ra trong một gia đình nghèo tại Giảng Dương, huyện thôn quê hẻo lánh tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Với xuất thân như vậy, Trương Dũng không có điều kiện được học hành tử tế. Ông đã bỏ học từ năm cấp 3 và như nhiều người khác trong vùng, chỉ có lựa chọn đi làm công nhân, lao động chân tay để kiếm sống. Ở làng quê nghèo ấy, chắc chắn không một ai dám từng tưởng tượng về sau sẽ có một cậu bé trở thành tỷ phú nổi tiếng khắp châu Á. Thời đi học, dẫu không có thành tích tốt, nhưng Trương Dũng lại đặc biệt ham đọc sách và yêu thích thơ văn. Trong khi bạn bè bận đi chơi, ông lại thích mò đến thư viện. Năm 14 tuổi, ông đã bắt đầu say mê văn thơ của Tagore, nhà văn vĩ đại nhất trong văn học Ấn Độ hiện đại. Ông Trùm Haidilao từng chia sẻ những tác phẩm lịch sử này đã định hình thế giới quan của mình về tâm lý và đạo đức con người. Sau khi bỏ học để đi làm, Trương Dũng trở thành một thợ hàn và làm việc trong xưởng máy kéo. Công việc vất vả và bị coi là không có tương lai này chỉ đem lại cho ông mức lương còm cõi khoảng hơn 300.000 đồng một tháng. Thế nhưng ông không gắn bó được với nghề thợ hàn quá lâu vì cãi nhau với cấp trên. Sống ở vùng quê lại luôn không có tiền. Năm 19 tuổi, Trương Dũng mới lần đầu tiên được đi ăn nhà hàng tử tế một cách đúng nghĩa. Lần đi ăn hàng đầu tiên này đã gián tiếp thay đổi cả cuộc đời ông. Trương Dũng cảm thấy bất ngờ vì hóa ra nhà hàng cũng không hề tuyệt vời như mình tưởng tượng bao lâu. Món lẩu dưới mức trung bình và nhân viên phục vụ rất thô lỗ. Năm 1994, ông quyết định gom góp hết tiền mình tiết kiệm, vay mượn bạn bè để mở một quán lẩu mà ông cho là sẽ tốt hơn rất nhiều. Năm 20 tuổi, Trương Dũng thuyết phục thành công ba người bạn góp vốn 10.000 nhân dân tệ, khoảng 35 triệu đồng mở tiệm lẩu với mình. Dù góp tiền ít, nhưng ông nhận điều hành, quán xuyến tất cả mọi việc và hứa sẽ giúp kiếm lại gấp 15 lần sau 5 năm. Nếu không, Trương Dũng sẽ đền bù cho bạn. Cùng với vợ là Thư Bình, Trương Dũng những ngày đầu phải rất vất vả khi phải lo từ A đến Z, ngay cả khi quán ăn bé đến nỗi chỉ kê được 4 chiếc bàn. Cả hai vợ chồng nhà họ Trương trước đó đều không giỏi nấu ăn, thậm chí không biết cách nấu một nồi lẩu như thế nào vì đó là món ăn khá đắt đỏ với người dân nghèo như họ. Thế nhưng sau nhiều kiên trì và nỗ lực, họ vẫn thành công chế tạo ra được công thức nồi lẩu Haidilao mê hoặc thực khách. Vì hương vị thức ăn ngon vừa miệng lại vô cùng tận tâm, chu đáo phục vụ khách hàng, quán lẩu nhỏ 4 bàn của vợ chồng Trương Dũng nhanh chóng trở nên nổi tiếng trong vùng. Đến năm 1998, Haidilao thành công thành quán lẩu lớn nhất vùng và có cơ sở thứ hai. Cứ như vậy, dần dần Haidilao mở rộng ra thêm và vẫn không ngừng phát triển cho tới ngày nay. Công thức thành công của Haidilao không chỉ nằm ở hương vị món ăn mà độc đáo, đặc trưng hơn cả là ở cung cách phục vụ. Khách hàng đến ăn lẩu ở Haidilao được phục vụ thực sự như thượng đế. Nhắc đến Haidilao, người ta nhớ đến những dịch vụ cực kỳ chu đáo như sơn móng tay, massage, dán màn hình điện thoại hay phục vụ múa mì tươi, snack miễn phí. Haidilao không chỉ đem đến cho thực khách bữa ăn ngon mà còn là trải nghiệm dễ chịu và vui vẻ. Dù chẳng được học hành bài bản ở trường lớp về kinh doanh hay nấu ăn, Trương Dũng và Thư Bình vẫn sát cánh bên cạnh nhau và tạo nên kỳ tích. Từ tiệm lẩu nhỏ năm ấy, giờ đây Haidilao đã có hơn 1.600 cơ sở toàn cầu và còn là thương hiệu khiến người Trung Quốc tự hào vì giúp quảng bá văn hóa ẩm thực đất nước ra quốc tế. Vị tỷ phú 48 tuổi hiện nay vẫn là CEO kiêm chủ tịch của Haidilao International Holding, công ty mẹ của đế chế Haidilao. Trương Dũng và vợ vẫn nắm giữ khoảng 58% cổ phần công ty và có khối tài sản khoảng 8 tỷ USD. Năm 2019, hai vợ chồng từng sở hữu 13,8 tỷ USD và là người giàu nhất Singapore, nơi họ mang quốc tịch hiện tại. Từ một công dân nghèo tay trắng, bỏ học sớm, Trương Dũng đã tự thân trở thành tỷ phú và gây dựng nên chuỗi nhà hàng nổi tiếng toàn cầu một cách ngoạn mục. Dẫu vậy, ông vẫn luôn vô cùng khiêm tốn. Khi được hỏi về bí quyết kinh doanh thành công của mình, Trương Dũng đã đáp, "Đừng hỏi tôi, hãy hỏi những người thật sự tài giỏi như Steve Jobs ấy."
Sửa sang nhà cửa hay trang trí nội thất luôn là một nỗi lo lớn với các gia đình. Không chỉ vì công việc này tiêu tốn rất nhiều thời gian và công sức, mà số tiền bỏ ra thường lên tới hàng chục, thậm chí là hàng trăm triệu đồng. Thế nhưng, một người đàn ông đã sử dụng một kỹ thuật rất đơn giản, với chi phí tiết kiệm nhưng vẫn mang đến một diện mạo mới mẻ, độc đáo mà cũng không kém phần sang trọng cho ngôi nhà của mình. Thay vì sử dụng các chất liệu đắt tiền như đá granite, gỗ tuyết tùng, người đàn ông trong video này đã thu thập những thân cây gỗ, cắt thành những khúc gỗ có chiều cao khoảng 1 inch để cải tạo mặt sàn của ngôi nhà. Những loại gỗ được ông lão lựa chọn là shagbark juniper và alligator bark juniper, hai loại gỗ của cây tùng. Cùng với sự trợ giúp từ người vợ, ông đã gắn những mảnh gỗ lên sàn bằng keo dán để cho mảnh gỗ gắn chặt vào mặt sàn chắc chắn. Hai vợ chồng đã lau dọn thật sạch sàn nhà trước đó. Công việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ khi cần lựa chọn những mảnh gỗ phù hợp nhất để tạo độ khít tối đa cho mặt sàn. Ông lão cũng trám thêm vữa vào khoảng trống giữa những mảnh gỗ để sàn nhà thêm chắc chắn. Cuối cùng, một lớp nhựa công nghiệp polyurethane sẽ được tráng trên bề mặt để làm cho sàn thêm nhẵn mịn. Vậy là chỉ bằng việc tái sử dụng những thân cây gỗ tự đổ từ vườn quốc gia một cách hợp pháp, thêm chút công sức và thời gian, hai vợ chồng ông lão đã có được một mặt sàn tuyệt đẹp mà không tiêu tốn quá nhiều chi phí. Kỹ thuật này được gọi là kỹ thuật xây dựng cordwood, sử dụng những mảnh cắt của thân cây gỗ để trang trí nội ngoại thất căn nhà. Đây là kỹ thuật khá phổ biến với rất nhiều ứng dụng như ốp tường, ốp sàn, ốp mặc đồ nội thất như bệ rửa tay, bàn, ghế, thậm chí sử dụng như những chi tiết trang trí trên tường. Hãy cùng tham khảo những ý tưởng trang trí ngôi nhà bằng thân cây gỗ khác nhé!